Chào tất cả các cô bác và các anh chị. Hôm nay chúng ta có một cái mục mới và tôi muốn dùng cái ngày thứ sáu của tôi lúc 7 giờ để tôi xây dựng một cái chuỗi mới nhằm giúp cho các bà con cô bác của chúng ta đang sống ở Mỹ có thể dễ dàng hơn trong cái việc thi quốc tịch Mỹ bằng cách hiểu các câu hỏi và câu trả lời. Tôi sẽ chọn cái cách tiếp cận làm sao cho các anh chị hiểu rõ cái nguồn gốc của cái câu hỏi đó và đồng thời giảng giải cho các anh chị ý nghĩa của nó cũng như cách phát âm của nó làm sao để nghe và nhận diện dễ dàng nhất và nghe đến đó chúng ta có thể trả lời câu hỏi một cách thoải mái, một cách tự tin mà không phải là học những cái mẹo vặt Tại vì đó các anh chị 100 câu hỏi thì thật ra nó không có khó, chỉ có điều là tiếng Anh nó còn mơ hồ. Đối với chúng ta quá Cho nên là mọi cái đó Chúng ta lo lắng 100 câu Nó không là gì so với mấy trăm câu Khi mình đi thi bằng lái xe hay thi, thi bằng lái Thì nó khó hơn nhiều Còn cái việc thi quốc tịch này đó Tôi thấy cái việc sắp xếp thứ tự Từ 1 đến 100 đó Nó cũng rất là logic các anh chị và các cô bác Cho nên đó, là nếu mình hiểu cặn kẽ ngọn ngành của từng câu hỏi và ý nghĩa tại sao mình lại trả lời cái câu như thế thì như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều mà chúng ta không cần phải học mẹo. Tuy nhiên đó trong cái câu đó tôi cũng sẽ chỉ cho cô bác và các anh chị các cái từ nào mà chúng ta cần để ý nhất và khi nghe được những cái từ đó đó thì nó sẽ gợi cho chúng ta những cái câu trả lời và À, trong cái cái việc mà tôi soạn bài trên cái app land kingdom đó các anh chị các anh chị có thể dùng cái app này để làm cái gọi là cái mock interview giống như là mình mình trả tiền để mình đi làm cái mock interview là đi phỏng vấn thử với một chuyên gia đó các anh chị thì lúc này đó là giáo viên sẽ hỏi mình một câu giống như là vào trong cái giám khảo hỏi mình cái câu và lúc này là mình tập trả lời thì lúc đó đó mình thay vì phải trả một khoản tiền lớn thì mình dùng cái app này app nó hỏi mình câu đó thì lúc này đó mình nó hiện lên để cho mình phản xạ trả lời thì nó đóng vai trò là một cái mock interview tool một cái công cụ để làm cái việc đó vô cùng dễ dàng ha thì các anh chị có thể tìm thấy trong cái app Lan Kiên Đầm ở cái mục học cùng các chuyên gia và trong đó các anh chị thấy là cái mục 100 câu hỏi và trả lời thi quốc tịch Mỹ năm 2022 và từ năm 2021 đó các anh chị thì lúc đó đó à, họ lấy lại cái phiên bản thi quốc tịch 100 câu nó dễ hơn nhiều so với cái phiên bản 124 câu trước đó các anh chị nha. Bây giờ mình bắt đầu vào các anh chị. Đây Câu đầu tiên đó là cái phần đầu tiên này tôi sẽ làm từ câu 1 đến câu 12. Trong câu 1 đến câu 12 này nó nói về công quyền của nước Mỹ, thật ra nó nói về những cái nguyên tắc cơ bản của cái nền dân chủ. Khi mình sống ở một cái nước như là Mỹ thì mình phải biết những cái nguyên tắc cơ bản của cái nền dân chủ nó là gì. Thì nếu như các anh chị hiểu được 12 câu này thì lúc đó đó chúng ta nắm được cái nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ đó thì thậm chí đó, những người mà không đi uh, Mỹ uh, hay hay là đang sống ở Việt Nam mà chúng ta học cái này thì chúng ta cũng biết được cái nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ nó là gì và tại sao phải vận hành theo kiểu đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu các anh chị nha. Đây. Cái câu đầu tiên đó các anh chị là what is the supreme law of the land. Cái này ha, supreme law là cái luật tối cao đôi khi mình nói uh, là cái luật tối cao của một quốc gia đó các anh chị thì về lý thuyết á mình cũng biết đó là gì ha đó là hiến pháp à, tuy nhiên ở nước mỹ đó thì thật sự hiến pháp nó là cái luật tối cao và mọi thứ đều không thể vượt qua được hiến pháp à, cho nên gọi là supreme law law of the land cái the land ở đây nè land là mảnh đất là miếng đất thôi đúng không mình biết là mình bán bất động sản mình bán cái miếng đất đó a piece of land là cái mảnh đất đó mảnh đất đó bề ngang bao nhiêu mét bề dài bao nhiêu mét tuy nhiên đó khi mà nói land chung chung đó các anh chị nó người ta liên tưởng đến những từ như là homeland là quê cha đất tổ đó các anh chị thì the land ở đây đó nó là đại diện cho quốc gia nó là đại diện cho đất nước. Khi dùng cái the land nói chung như thế này thì người ta gọi đó là quê cha đất tổ của chúng ta. Cái chữ the này nè, nó xác định là cái đất nước này, cái mảnh đất này, à, nơi của ông cha này. Thế thì là the land là quốc gia hay là đất nước các anh chị. What is the supreme law? The ở đây nữa có một mạo từ xác định là the supreme law là đang nói đến cái luật tối cao của cái đất nước mà người phỏng vấn và người đang được phỏng vấn đang ở chứ không phải là supreme law ở bất kỳ nơi đâu. Ha, cho nên ở đây dùng một mạo từ the, ở đây cũng dùng mạo từ the là để xác định cái supreme law là ở đất nước này, the land là nơi mà chúng ta đang sống. Thì cái câu này đó cái luật tối cao của đất nước này hay là của quốc gia này là gì? Hay các anh chị? What is, what is? Trong lúc người ta nói đó, người ta có thể là nối hai cái này lại với nhau một cách tự nhiên. Cái từ what tận cùng là âm thờ. Các anh chị, từ what này nè, tận cùng là âm thờ. Thì lúc này nó nối với cái chữ is, nó thành là what is, what is. Các anh chị nhớ cái âm giờ phía sau nha. What is, what is, what is the, the, what is the, 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 Đặt lưỡi vào giữa hai răng. Nói chữ đờ đờ tiếng Việt. Đờ 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 đờ. The, the. What is the? What is this? Cái chữ what is, nó là chữ đờ tiếng Việt bình thường thôi. What is, what is, what is. What is. Nhưng mà tới chữ đờ này. What is the, the, the. Supreme. Chữ u, u, su, su supreme, preem, e, pre, pre, supreme law. cái chữ a dài này, o, nói trong cổ. giống như cái âm thanh mà mình ngã lưng ra ghế sofa đó các anh chị, mình cảm thấy thoải mái mình tạo ra cái âm thanh đó. aw, law, law, supreme law, of, 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 a, of the of the the land of the land. Tôi khuyên các anh chị là nên cùng tập với tôi để nói được câu này luôn. Cho dù là các cô bác và các anh chị á đôi khi không rành tiếng Anh lắm ha, nhưng mà nếu như mình học thuộc cái câu này mình hiểu ý nghĩa của câu này thì coi như mình học thêm được tiếng Anh. Nếu như mình nếu như mình chỉ học mẹo thôi đó các anh chị thì lúc đó nó uổng một lần này lắm. Trong cái bài này có 12 câu mình cố gắng mình học từ trên xuống dưới, phát âm được mọi cái, hiểu được hết mọi cái. Xong rồi cái mình dùng cái chương trình này mình luyện phản xạ với nó để cuối cùng cái câu hỏi mình cũng nói được, cái câu trả lời mình cũng nói được, mình thuộc về mọi cái về nước Mỹ luôn thì tuyệt vời ha. What is the supreme law of the land? Bây giờ mình nghe thử nha các anh chị. What is the supreme law of the land? Supreme law of the land. Nghe lại What is the supreme law of the land? Yeah. Rồi mình tiếp theo nào. Mình nghe thử trước. The Constitution. Nghe lại. The Constitution. Rồi các chị thấy đây, the conster, 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 tution, two, tu. tution, conster. Conster A Ca Conster Mình thấy cái dấu trọng âm phụ này nè Nó nằm bên dưới này Có nghĩa là mình vẫn nhấn vào đây Nhưng cái nhấn ở đây đó Nó lại thấp hơn cái nhấn ở cái trọng âm chính Trọng âm chính nằm ở chữ to U To Conster Cái âm sờ dài Constitution The The Lưỡi giữa hai răng nó chữ đờ tiếng Việt The the, the 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 Constitution là hiến pháp đó các anh chị ha. Mỗi khi nói đến luật tối cao mình phải nhớ là nó là hiến pháp the Constitution. Các anh chị nhớ đó khi người ta nói đến supreme law, supreme law of the land nhớ cái này luôn tại vì đôi khi người ta nói supreme law người ta lại nói đến nó ở một chỗ khác nữa cho nên đó là supreme law of the land thì lúc này đó người ta mới ám chỉ đến hiến pháp nha các anh chị thì mình nghe cái cụm từ này supreme law of the land thì mình phải nhớ ngay đến từ hiến pháp the constitution conster mình đọc đây là consti cũng được ha giống như âm y nhưng mà đó À, đọc cái ờ uh, ờ uh, thì hay hơn. Tại vì đọc âm y nó giống như tiếng Việt. Nếu như cái âm này mà biến thành âm y nó biến thành âm y ngắn là iət const, consti, iət consti, constitution. Nhưng mà tiếng Mỹ nó là mở uh, constitution, the constitution, constitution. Nghe lại lần nữa. The constitution. The constitution. Rồi. Khi nói đến hiến pháp để làm cái gì hay là ý nghĩa của hiến pháp là gì thì thật ra nó có đến ba ý nghĩa hay nói đúng ra là hiến pháp làm ba thứ như thế này các anh chị cái đầu tiên đó là sets of the government có nghĩa là à, thiết lập chính phủ có nghĩa là hiến pháp nhằm để thiết lập chính phủ là sao là định nghĩa ra cái chính quyền liên bang ở trong đó gồm ba cái nhánh như là À, lập pháp là quốc hội nè, hành pháp à, đại diện là tổng thống nè và cái thứ ba là tư pháp là đại diện là tối cao pháp viện. Và trong đó đó là đưa ra một cái hệ thống kiểm tra lẫn nhau là cân bằng quyền lực lẫn nhau để không có bên nào lấn lướt bên nào để cuối cùng á làm tốt cái nhiệm vụ là quản lý đất nước và bảo vệ cho người dân thì cái đó là uh, set up the government. Thứ hai đó là define the government có nghĩa là định nghĩa về cái quyền của liên bang là gì, quyền của các bang là như thế nào và rõ ràng như thế để cuối cùng á chính quyền liên bang có thể đưa ra cái gì và các bang có thể làm những thứ như thế nào à, để không vi phạm đến à, luật pháp của liên bang vân vân và cái thứ ba đó là protect basic rights of Americans có nghĩa là bảo vệ cái quyền cơ bản của người dân Mỹ có nghĩa là người dân mỹ có những cái quyền cơ bản gì được quy định trong hiến pháp thì hiến pháp nó bảo vệ những cái quyền đó cho nên đó là hiến pháp làm gì là nó có ba nhánh chính như thế này các anh chị ha và nhớ cái thứ ba đó là protect basic rights of the americans là có bảo vệ quyền của người dân mỹ dĩ nhiên bảo vệ quyền của người dân mỹ thôi nha chứ không phải là dân của nước nào khác cho nên đó, trong một trường hợp mà quyết định bảo vệ quyền lợi thì lúc đó, đó người dân mỹ được ưu tiên nha các anh chị cho nên á là ở đây mình chọn cái khái niệm phổ biến nhất là set up the government là à, định à, thiết lập chính phủ bây giờ mình nghe thử set up the government set up the government cái này đọc là set up set mà thêm s vào đó các anh chị là cái âm cuối cùng nó vẫn là âm s cho nên set up đọc là set up set up chứ đừng đọc là set up nha nó không có âm giờ cho nên là set up khi mình trả lời đó mình nói qua luôn cũng được hay là mình nói là set up cũng được nhưng mà nói qua thì dễ hơn Sets up the government 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 ở đây đó cái từ government nè các anh chị là nó có uh, cái âm n này nè trong tiếng Anh đó, đôi khi người ta bỏ cái âm n này đọc là govern government nhưng mà trong tiếng Mỹ vẫn đọc âm n đó là government 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 govern govern âm đầu là âm a uh, uh, nó giống y âm ở trong tiếng Việt government government sets up the government sets up the government mình nghe thử lần nữa nha sets up the government sets up the government rồi câu tiếp theo nào the idea of self government. Ở đây có thêm một khái niệm nữa là self government. Self là bản thân đúng không? Self government là chính phủ tự trị tại bản thân. Cái từ government là chính phủ mà self government là chính phủ tự trị. Tự trị là sao? Bản thân cái chính phủ đó đó là tự trị quốc gia mình được, không cần phải có sự can thiệp của bất kỳ ngoại bang nào. Không cần sự can thiệp của bất kỳ ai Mà ở đây cái khái niệm là The idea of self-government Là cái ý tưởng hay là cái ý niệm về cái chính phủ tự trị đó Cái ý tưởng, ý niệm về chính phủ tự trị Is in To be in cái gì là nằm trong cái đó Is in In cái gì The first three words Words Có âm ở đây chữ word 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 làm âm đờ cuối uh word word đờ, word giữ âm đờ lại words giữ âm đờ xì ra âm giờ words words đây này các anh chị words the first three words cái chữ first này có âm tờ cuối đúng không là sờ tờ first 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 three three chữ three đặt lưỡi vào giữa hai răng ngậm khít lại Phì hơi ra, trong lúc đang phì hơi, rút về nói chữ re, re, re. Chữ re đó các bạn. Three, 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 three. Th Thì nó đúng con số 3 Còn mình đọc là chữ tree, tree. Nó là cái cây rồi ha, không đúng đâu. Và đọc là three. The first three words. First three words. Cái chữ âm T này nè, nó nằm giữa hai nguyên âm S và âm T phía sau. Cho nên âm T này nó sẽ bị lược bỏ. First three, first three. The first three words. Nó nằm trong ba cái từ đầu tiên, ba cái từ đầu tiên và đây đó các bạn là các bạn cũng nhớ cái từ self government và the first three words. Thì người ta hỏi ba cái từ đầu tiên đó thì nghe đến cái cụm từ khóa đó kèm với cái từ self government thì lúc đó đó chúng ta sẽ nhận biết cái câu trả lời, cái từ khóa đó nha. First three words of the constitution. Ba cái từ đầu tiên trong hiến pháp what are these words what are what are người ta sẽ nói what are what are what are what are what are these these words cái âm này nè the 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 này nè là mình đặt lưỡi giữa hai răng ngậm khít lại nói chữ the tiếng việt the 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 these these words What are these words? Tại vì ba cái từ lẫn cho nên đọc là what are chứ không phải là what is. What are these words? Ba cái từ đó là gì? Mình nghe lại lần nữa nha. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? What are these words? Ba từ đó là gì? Và cái ý tưởng về cái quyền tự trị đó nó xuất phát từ ba chữ này các bạn. Tại sao lại như thế? Đây, Nghe thử. We the, people. We the people. Ba chữ này đây. Cái self government là chính phủ tự trị nó xuất phát từ ba cái chữ này, cái ý tưởng nó xuất phát từ ba chữ này và ba chữ này là gốc. We là chúng ta, chúng ta là đang nói đến bản ngã chúng ta chứ không phải là ai khác mà the people People là con người nói chung rồi nhưng mà thêm cái mạo từ the the vào trong đó the people là người dân của chúng ta còn nói people chung chung không ai biết the people we là chúng ta the people là người dân mà người dân của chúng ta cái mạo từ nó xác định như thế đó các bạn we the people là chỉ có chúng ta những người dân của chúng ta mới thành lập nên cái chính phủ này và chúng ta mới có cái quyền làm cái việc đó thì đó là idea of self government là như thế đó các bạn we the people nhớ ba cái từ này nha các bạn we the people từ này đọc là p e p people po ở sau đọc là po 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 âm cuối là âm l po đừng đọc là people People nha là không đúng, không có cái âm ơ nào ở đây cả. Âm ơ mà đi với âm l đó. Oh, 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 pole, pole, po. chứ Chống đọc là people, people. Sai rồi. People, people. We the people. Rồi câu tiếp theo. What is an amendment? Chúng ta có từ amendment là tu chính án các bạn tu chính án chúng ta đã từng nghe tu chính án rồi đúng không đó là một sự thay đổi hay là một sự bổ sung vào hiến pháp thì ở đây hỏi là what is an amendment là tu chính án là gì thì khi nghe đến what và amendment chỉ nghe đến hai cái đó là mình biết người ta đang hỏi là amendment là tu chính án là gì ha. Thì nguyên câu là what is an amendment? Nếu mình thuộc câu này mình nghe câu này rõ hết thì rất là tốt. What is an amendment is này nối với cái từ ẩn là isn't, isn't. Nó không phải là isn't là is not đâu nha mà là isn't. Thì dĩ nhiên nằm trong câu này thì ta hỏi đó là gì thì to be cộng với mạo từ và cái danh từ đếm được. Ở đây tại sao là ẩn tại vì đó nó đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm nguyên âm ờ uh, này các bạn ờ uh, uh, amendment cho nên mạo từ là ẩn chứ không phải là ờ uh. what is an amendment what is an amendment tu chính án là gì tu chính án là gì vậy câu trả lời là gì rồi ở đây đó các bạn thật ra đó thật ra đó chúng ta uh, có um, hai cách trả lời hai cách trả lời như hai cách trả lời này là có cùng một ý cho nên đó là tôi chọn cái ý đầu tiên là a change a change to the constitution a change to the constitution là một sự thay đổi mà thay đổi cho cái gì có nghĩa là mình thay đổi cho cái đó là mình đến đó mình thay đổi cái đó thì giới từ là to to the constitution chứ không phải là of nha các bạn không phải là giới từ of mà to a change to the constitution là một cái sự thay đổi cho cái hiến pháp thì một cái từ khác đó các bạn là nó dùng là an addition an addition to the constitution cũng là cho cái hiến pháp luôn chứ không phải of thì addition nó là một sự thêm vào đúng không nhưng mà cái từ mà mình dùng trong tiếng Việt hay nhất đó là sự bổ sung có nghĩa là mình thiếu cái gì mình bổ sung thêm thì gọi là an addition thì ở đây đó là ở change change có nghĩa là mình có thể bỏ cái này ra mình có thể thêm cái khác vào hay là mình có thể thay đổi cái hiện trạng ví dụ như vậy thì đó nó gọi là a change còn an addition là một sự thêm vào cái nghĩa của a change nó hay hơn cái từ change này nè các bạn âm giữa là âm e e Change, 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 change. Đừng đọc là change nha. Change là sai, đó là âm e rồi. Mà là change, change, change. A change to the constitution. Mình nghe thử. A change to the constitution. A change to the constitution là một sự thay đổi cho hiến pháp các anh chị có thể chọn an addition to the constitution cũng được nhưng mà hai cái đó nghĩa như nhau cho nên mình chọn cái nào mình chọn một cái thôi ở đây tôi chọn cái này cho nên là tôi cũng khuyên các anh chị nên chọn cái đó làm câu trả lời mà cái này nằm trong dấu ngoặc, cho nên các anh chị chỉ cần trả lời là ở change thôi cũng được nhưng mà nếu mình nói đầy đủ ở change to the constitution luôn thì rất hay các anh chị đôi khi người ta à, cái người phỏng vấn đó cảm thấy hài lòng về cái đó và đôi khi cũng không đánh đố chúng ta cho những câu khác đôi khi đó có những người thay đổi cái câu hỏi một chút thử xem chúng ta trả lời thế nào Uh, họ thì không thường làm như thế đâu Nhưng mà đó đôi khi họ làm như vậy Thì cũng không ai nói gì Cho nên là nếu mình trả lời đầy đủ mọi cái Thì coi như đó họ cảm thấy hài lòng hơn Họ cũng sẽ không có bắt bí mình nhiều hơn Rồi What do we call? Động từ chính là call Là gọi What do we call? Gọi cái gì? The first ten amendments The first ten amendments The first ten là sao? Là mười cái đầu tiên, mười cái gì? Amendments là mười cái tu chính án đầu tiên, first ten amendments. Yeah. What do we call? Cho nên các anh chị nghe cái động từ chính là call, call gọi ha. The first ten amendments là gọi mười tiêu tu chính án đầu tiên. Đó là cụm từ khóa. What do we call the first ten amendments? Nhớ cộng đó nha các anh chị. To the Constitution. Ừ, chúng ta gọi 10 cái tu chính án đầu tiên là gì? Chúng ta nghe thử. What do we call the first ten amendments to the Constitution? Ha, yeah, rồi cái cụm từ đó, các anh chị nhớ nha. What do we call the first ten amendments to the Constitution? Rồi, mười cái tu chính án đầu tiên. Uh, thật ra có rất nhiều tu chính án các anh chị mà gọi là 10 cái đầu tiên có nghĩa là không phải là 10 cái tổng cộng đúng không là nó có nhiều hơn 10 cho nên người ta mới gọi là the first ten là 10 cái đầu tiên và 10 cái đầu tiên đó, đó nó nổi tiếng nó có cái tên của nó luôn nó gọi là the bill of rights the bill of rights. Bill á là mình đi ăn mình biết đó là hóa đơn đúng không? Nhưng mà trong luật pháp á nó là một cái à, luật hay là một cái dự luật. The bill of something là dự luật về cái gì đó. Ở đây đọc là bill of đọc nối nó vào luôn các anh chị. Bill of bill of bill of rights. Cái chữ right âm cuối nó là âm tờ. Bill right, right, giữ hơi âm tờ lại rights giữ hơi âm tờ để si ra mess thì nó sẽ hay hơn. Rights rights the bill of rights The bill of rights đây là cái bản tuyên ngôn nhân quyền nhưng ở mỹ đó mình có cách dịch thoáng hơn thì lúc đó đó mình có thể gọi nó là luật dân quyền luật dân quyền hay là bản tuyên ngôn nhân quyền đều như nhau các anh chị nha tôi chọn ở đây là bản tuyên ngôn nhân quyền trong 10 cái tu chính án đầu tiên là nói chủ yếu là về nhân quyền như các anh chị nói chủ yếu là quyền con người là chủ yếu The bill of rights The bill of rights nghe lại the bill of rights the bill of rights rồi mình nghe câu này thử what is one right or freedom from the first amendment rồi ở đây mình cần nghe cái gì one right or freedom one right or freedom ở đây nó đánh đồng right là quyền đúng không freedom là sự tự do các cái quyền này nó cũng là cái sự tự do, tự do về cái gì đó thì nó là mình có cái quyền tự do về cái đó. Cho nên ở đây right of freedom là hai cái khái niệm giống như nhau đang ám chỉ đến cái đó. Lát nữa tôi sẽ giải thích rõ hơn. What is one right of freedom? Nhớ cụm từ là one right or freedom. One right or freedom from the first amendment. The first amendment. Trong cái tu chính án đầu tiên mà nó kêu là what is One right of freedom. Thật ra cái tu chính án đầu tiên quy định rất nhiều cái right và cái freedom các anh chị. Trong đó có tới 5 cái. Ha, 5 cái mà mình cần phải chú ý là mình có 5 cái quyền đó và cũng có 5 cái sự tự do về cái đó. Tôi chọn cái đầu tiên đó các anh chị là speech. Speech là sự tự do ngôn luận mình có cái quyền tự do ngôn luận mình có cái sự tự do ngôn luận đó nha các anh chị cái quyền cái quyền về ngôn luận có nghĩa là mình muốn phát biểu cái gì cũng được mình muốn nói cái gì cũng được miễn đừng xúc phạm đến người khác miễn đừng có lăng mạ người khác miễn đừng có trái luật thì đó mình có thể tự do thì lúc đó gọi là tự do ngôn luận chứ nói cái gì mình cũng bị chụp mũ nói cái gì mình cũng bị bắt hết trơn thì đâu có được ha là tự do ngôn luận nó đúng nghĩa ha luật pháp của nước mỹ nó bảo vệ cái đó là đúng nghĩa tôi có thể không thích những gì anh nói nhưng mà tôi bảo vệ cái quyền anh được nói đó là ý tưởng của tự do ngôn luận đó các anh chị thứ hai là religion religion là tự do tôn giáo hay là cái quyền về tôn giáo ha gọi là right là cái quyền về tôn giáo ha cái quyền tham gia tôn giáo hay là cái sự tự do tôn giáo right of freedom nha yeah. Rồi cái quyền tự do tôn giáo thế nào? Lát nữa mình có câu hỏi về cái này mình nói rõ hơn về tự do tôn giáo. Cái thứ ba là assembly là cái quyền hội họp, quyền tổ chức hội họp. Đó cho nên là mình có thể hội họp bất kỳ và không bị ngăn cản. dĩ nhiên là có những đất nước họ không thích ai hội họp hết trơn á, nhưng mà ở nước Mỹ mình có cái quyền hội họp nha các anh chị. Rồi cái thứ tư là tự do báo chí. Tự do báo chí có nghĩa là báo chí có thể đề cập đến bất kỳ góc độ nào của cuộc sống của chính phủ của nhà nước của mọi thứ mà không có bị sờ gáy không có bị đình bản không có bị đóng cửa, đó là sự tự do về báo chí. Còn cái cuối cùng đó, cái thứ năm đó là petition the government, có nghĩa là thỉnh nguyện chính phủ, người dân, chính phủ có khi đưa ra những cái đạo luật, những cái sắc lệnh này kia nó cũng khá là đúng đắn theo cái ý của chính phủ à, nhưng mà người dân đó hoàn toàn có thể là đưa ra cái thỉnh nguyện để nhằm để đưa ra cái nguyện vọng của mình đối với chính phủ mình được quyền tự do thỉnh nguyện chính phủ nha tự do thỉnh nguyện chính phủ à, chứ mình còn mình không có chống đối chính phủ bằng hình thức này kia nó sai còn mình thỉnh nguyện thì được Dĩ nhiên là mình có cái quyền tự do tập hợp biểu tình đồ này kia nữa ha. Nhưng mà thỉnh nguyện chính phủ. Cho nên lâu lâu các anh chị thấy những cái thỉnh nguyện thư cần phải có 100.000 người ký đó để Nhà Trắng bắt tay vào hành động thay đổi cái gì đó. Thì đó là thỉnh nguyện thư. Và cái quyền của chúng ta là petition the government, là thỉnh nguyện chính phủ. Như vậy thì trong năm cái quyền này nè, mình chỉ cần trả lời là one right or freedom. One right or freedom. Nha các anh chị nhớ cái cụm từ đó. From the first amendment trong cái tu chính án đầu tiên thì tôi chọn là speech 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 cái nguyên âm chính là i dài i speech 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 nha là tự do ngôn luận tự do ngôn luận các anh chị nha rồi bây giờ mình tiếp theo how many amendments does the constitution have rồi How many amendments? Ở đây mình nhớ cái cụm từ how many amendments. Amendments mình biết rồi là tu chính án mà how many là có bao nhiêu. Đây là câu hỏi bắt đầu bằng how many. Thì có bao nhiêu tu chính án thì đó là cái cụm từ chính người ta đang hỏi mình là có bao nhiêu nha. Yeah. Rồi, does the does the constitution have The Constitution, nó là ngôi thứ ba số ít cho nên trợ động từ do thêm es vào đọc thành does, does the, the Constitution have. Cái hiến pháp có bao nhiêu tu chính án tổng cộng? Rồi, có người nói là à, có 10 tu chính án, có người cũng cãi nhau mà không chịu nghiên cứu thông tin, không chịu nghiên cứu lịch sử Mỹ. Người ta đã nói là trên câu trên đó có khái niệm là The First Ten Amendments, có nghĩa là 10 cái đầu tiên. Có người nói 10 cái thôi, nhưng mà tại sao lại có cái 10 cái đầu tiên, có nghĩa là vẫn có cái tiếp theo chứ đúng không? Tổng cộng ở đây là 27, 27 là 27 tu chính án. Có người nói có đến 33 tu chính án, nhưng mà thật ra không phải. Có nghĩa là quốc hội đề xuất sửa đổi đến 33 lần nhưng 7 lần được thông qua à, 27 lần được thông qua thì lúc đó là có 27 tu chính án là như thế các anh chị 27 mình có thể đọc là 20 27 tại vì cái chữ cái âm t này đứng sau âm n đó thì âm t có khuynh hướng biến mất 20, 20 đọc là 20 chữ center đọc là center center chữ internet đọc là internet internet hay thậm chí chữ sentence là cái câu đó các bạn đọc là sentence sentence Rồi cái đó tính sao? Ở đây là 27 hoặc là 27 27 27 27 nha Rồi What did the Declaration of Independence do? Chúng ta nghe nói nhiều đến Declaration of Independence Cái này là bản tuyên ngôn độc lập Declaration Đọc là dec Declare Declare Color declaration nhấn vào chữ ray ray hoặc là nâng cao giọng một chút hoặc là dùng cái luồng hơi mạnh ration ray ration luồng hơi mạnh và kéo dài declaration ration. ration 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 nhấn âm là dùng cái luồng hơi mạnh và kéo dài không nhất thiết phải nâng cao giọng có cái đó trọng âm phụ đôi khi người ta nói giọng nâng cao hơn một chút nhưng mà cái chỗ nào mà được nhấn mạnh và kéo dài nó mới là âm chính declaration Declaration, declaration, các anh chị nghe cái chữ dec có vẻ cao hơn một chút nhưng cái chữ re mới là âm chính. Declaration nói như vậy cho chắc. Declaration of Independence, inde, independence, independence có s nha. Declaration of Independence là bản tuyên ngôn độc lập. Mà ở đây câu hỏi là gì? What did the Declaration of Independence do? Tại sao ở đây dùng trợ động từ "chết" để hỏi là chuyện này ở quá khứ rồi, gần 300 năm về trước rồi người ta đưa ra bản tuyên ngôn độc lập thì lúc đó cái bản tuyên ngôn độc lập á, là tuyên bố cái gì? Có nghĩa là có ý nghĩa gì? Thực thi cái gì? Có nghĩa là lúc đó người ta đọc bản tuyên ngôn độc lập đúng không? Nước nào mà tuyên bố độc lập thì đọc cái bản tuyên ngôn độc lập. Thì trong cái bản tuyên ngôn độc lập đó, người ta tuyên bố cái gì ở trong đó. Thì lúc đó cái động từ hỏi là do, nó làm cái gì, nó có ý nghĩa gì. Ở đây các bạn, ở đây nó có ba câu trả lời tất cả. Nhưng ba câu trả lời này chẳng qua là dùng động từ khác nhau để mô tả một thứ thôi. Là declared our independence. Declared our independence là tuyên cáo nền độc lập của chúng ta from Great Britain. From Great Britain là khỏi Vương quốc Anh, có nghĩa là tuyên tuyên cáo về cái nền độc lập của chúng ta lúc đó nước Mỹ tách ra lập một cái chính quyền tự trị là là loại Anh quốc ra khỏi nước Mỹ với cái ba cái từ đầu tiên trong cái hiến pháp mà đưa ra cái ý tưởng về cái chính phủ tự trị là we the people đúng không thì đó lúc đó trong bản tuyên ngôn độc lập đó là chúng là chúng ta tuyên cáo uh, với thiên hạ rằng là chúng ta độc lập khỏi nước Anh là declared ở đây quá khứ declared declared de, declared declared our independence Trả lời đến đây cũng đủ rồi, nhưng mình nói thêm là from Great Britain thì càng tốt ha, có lúc đó mình trả lời câu đầy đủ, còn trong ngoặc là khỏi trả lời cũng được, nhưng tôi khuyên các anh chị nên trả lời đầy đủ. Declared our independence, mình nghe thử. Declared our independence. Nó nói from... Great Britain. Nó nói vào declared our, declared our independence, nghe lại declared our independence from Great Britain. From Great Britain, Britain, đó là cách đọc của Mỹ, Britain. Mình đọc theo kiểu Britain cho nó gọn ha. Rồi, cái động từ thứ hai mà nó dùng là gì? Động từ thứ hai nó dùng là announce, announce, có âm noun, nouns, announced, announced our independence. Cái động từ announce là một cái động từ giống như declare, ở đây nó dùng declare là tuyên cáo, announce là thông báo. Announce our independence cũng là thông báo về cái nền độc lập của chúng ta. Cái thứ ba là gì? Said that, said that, nói rằng cái bản tuyên ngôn độc lập nói rằng thì said that nó cũng giống như announced, nó cũng giống như declared. Động từ say ở quá khứ đổi thành said, said that. The United States is free nói rằng nước Mỹ độc lập hay là nước Mỹ tự do. Ở đây là gì? from Great Britain, tự do khỏi Vương quốc Anh. What are two rights in the Declaration of Independence? Rồi, ở đây cái cụm từ các anh chị thấy là two rights. Two rights là hai cái quyền. Danh từ right là quyền dĩ nhiên là chúng ta có tính từ right là bên phải đúng không left là bên trái nhưng ở đây là dùng danh từ right là cái quyền what are two rights và two rights cũng là cái cụm từ khóa mà các anh chị cần chú ý nhưng mà two rights đó phải in the in the declaration of independence hai cái quyền trong bản tuyên ngôn độc lập là gì các anh chị nhớ thế này nè ở đây đó nó nói là two rights không có mạo từ the ở phía trước nếu nó nói là what are the two the two rights thì lúc đó nghĩa nó khác còn cái này đó là two rights có nghĩa là liệt kê hai cái quyền mà hàm ý là có nhiều cái quyền hơn là hai cái ha cho nên là không dùng mạo từ the còn nếu chỉ có hai quyền thôi thì lúc đó là what are the two rights dùng cái mạo từ xác định đó là hai cái quyền đó đó Hai cái quyền duy nhất trong đó, đó Còn ở đây không có mạo từ the Có nghĩa là có nhiều hơn hai Mà mình chỉ cần liệt kê hai thôi Thì nhìn cái câu hỏi Tiếng Anh nó rất chặt chẽ Nhìn cái cách người ta dùng từ Là mình biết đó là cái gì liền What are two rights? Hai cái quyền In the Declaration of Independence yeah. Two rights Declaration of Independence Cộng từ khóa Rồi hai cái quyền đó là gì? Rồi ở đây các anh chị Như mình đã nói là có nhiều hơn hai. Một đó là life là cái quyền sống, có nghĩa là chúng ta có quyền sống mà không ai có quyền chà đạp đó hết. À, quay trở lại 150 năm về trước đó cái quyền sống này bị chà đạp ha, cho nên là trải qua những cái thời kỳ như là giải phóng nô lệ À, rồi trải qua nhiều cái đời tổng thống à, để cuối cùng được nước Mỹ như ngày hôm nay để cái quyền sống được tôn trọng đó các anh chị thì bây giờ là rất tốt rồi ha là life life là quyền sống thứ hai đó là liberty là quyền tự do có nghĩa là mình sống là một chuyện rồi người ta cho mình sống là một chuyện rồi nhưng mà người ta có cho mình tự do hay không thì đó là trong cái tuyên ngôn độc lập nó đưa ra cái quyền tự do có nghĩa là mình tự do làm tất cả mọi việc mình muốn mình tự do đi lại mình tự do mọi thứ đó là quyền tự do và cái quyền thứ ba đó người ta kêu mình nêu hai cái thì có khi mình nêu hai cái đầu cho nó ngắn gọn ha còn cái thứ ba đó cũng không thể thiếu là quyền mua cầu hạnh phúc mua cầu hạnh phúc có nghĩa là người ta có thể tự tìm hạnh phúc cho mình ở bất kỳ cách nào không ai được phép ngăn cản đó cho nên đó cũng là cái ý tưởng vì sao mà người ta cho phép gay marriage đó các anh chị có nghĩa là đó là cái quyền mưu cầu hạnh phúc và không được phép uh, can thiệp hay không được phép phá vỡ đó là quyền mưu cầu hạnh phúc và đây cũng là cái tên của cái bộ phim The Pursuit of Happiness The Pursuit of Happiness là cái phim mà do tài tử Will Smith à, cùng với cậu con trai nhỏ của mình đóng đó các anh chị. Rất hay, ai chưa xem thì nên xem phim này ha. The Pursuit of Happiness. Còn ở đây là cái quyền thứ ba của mình là quyền mưu cầu hạnh phúc hay là quyền đi tìm hạnh phúc. À, và cái câu trả lời của mình nên trả lời hai cái đầu tại vì người ta hỏi mà. Cho nên mình cũng đừng ngẫu hứng trả lời cái thứ ba làm gì, trả lời hai cái thôi. Life and Liberty. Life and liberty. Mình trả lời hai cái, mình có thể nói là life, liberty cũng được. Tiếng Mỹ đọc là liberty, tiếng Anh là liberty, liberty. Tiếng Mỹ là liberty, 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 liberty. À, mình thêm chữ and với nó sai hay hơn. Life and liberty, life and liberty. Quyền sống và quyền tự do. What is freedom of religion? What is freedom of religion? cái cụm từ khóa là freedom of religion dĩ nhiên là nhớ thêm cái what nữa thì thôi nhớ nguyên câu luôn cho rồi what is freedom of religion à, là gì freedom là sự tự do religion, religion 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 là tôn giáo sự tự do tôn giáo là gì đây là khái niệm mà nhạy cảm đây what is freedom of religion tại sao nó nhạy cảm không phải ở cái từ là tự do tôn giáo hay là không tự do tôn giáo nhưng mà đôi khi tất cả chúng ta đều mắc phải ở một góc độ nào đó. Đây, cái câu trả lời cho tự do tôn giáo là gì? Nó như thế này. Practice a religion. Nó là cái cụm từ để mà chúng ta tham gia một tôn giáo. ha Tham gia một tôn giáo có nghĩa là practice a religion. Đọc là như thế này các anh chị. Prac. A, a, âm giữa là âm A. P, -p -prack. Prack. Tới âm cờ. Prac. Không rơi âm cờ xuống. Prac. Giữ hơi. Prac. Nói chữ test, practice, practice, practice a religion, practice a religion, practice any religion Vậy thì cái câu là you can practice any religion Cái chữ khen này là ở trong câu khẳng định mình đọc là chữ can You can, you can practice any religion Là bạn có thể theo bất kỳ tôn giáo nào cái uh, any cộng với một danh từ ở dạng đếm được đó các anh chị thường thường là nó thêm s phía sau là danh từ ở dạng số nhiều khi nó đi theo sau any tuy nhiên đó mà có những thứ chỉ có một thôi ví dụ như là tôn giáo mình theo chỉ có một cái thôi không theo nhiều cái được hay là lấy vợ lấy chồng người ta cũng chỉ ám chỉ là mình nên lấy một vợ một chồng thôi cho nên đó, mặc dù nó là danh từ số nhiều theo luật là phải thêm s vào nhưng có những cái giống như vậy đó không cần thêm s cho nên ở đây là practice any religion không thêm s bạn có thể theo bất kỳ tôn giáo nào or not practice a religion or not practice a religion đây cái mấu chốt ở chỗ này nó mới gọi là uh, cần phải suy nghĩ lại đây có nghĩa là đó mình theo tôn giáo bất kỳ không ai phản bác cả mình có thể theo thiên chúa giáo mình có thể theo uh, phật giáo hay mình có thể theo hồi giáo bất kỳ ha là không ai được xỉa sói, không ai nói này nói nọ hết thì cái điều đó biết rồi nhưng mà đó một cái ý thứ hai or not practice a religion cái này được quy định rồi đó là cái quyền tự do tôn giáo rồi có thể không theo nhưng mà đôi khi đó mình lại xỉa xói những cái người không theo tôn giáo gọi là lũ vô thần hay là gì đó thì như vậy nó miệt thị quá ở trong luật mình ở trong luật mình mình là người sống ở xứ mỹ luôn thì mình phải hiểu rất rõ cái này chứ cho nên á là đây là quyền quyền tự do tôn giáo cho nên là mình không thể nói những người không theo tôn giáo là như thế, mình cũng không thể nói người không theo tôn giáo giống như mình là thế này thế nọ thì đó mới gọi là quyền các anh chị nha. Bây giờ mình đến câu tiếp theo. Rồi, what is the economic system? Economic system. Cái cụm từ là economic system là hệ thống kinh tế. Hệ thống kinh tế đang muốn ám chỉ cái nền kinh tế mình đang theo là nền kinh tế gì? Cho nên cái đây là cụm từ khóa nha các anh chị. Economic system, economic từ có bốn âm tiết nhấn vào âm tiết thứ ba. Economic, trọng âm đầu tiên là trọng âm phụ. Economic, economic đây là tính từ bổ nghĩa cho từ system. Cho nên á, tính từ đọc là economic còn danh từ là economy economy cũng là từ bốn âm tiết nhấn vào âm tiết thứ hai còn này nhấn vào âm tiết thứ ba economic system các, các anh chị biết tại sao là à, cái từ economic phải dùng tính từ chưa tại vì khi nó đứng không phải là từ chính mà để bổ nghĩa cho một từ khác đứng trước cái từ đó thì nó là tính từ mà cái danh từ nào có tính từ thì đưa cái tính từ đó vào, còn danh từ nào mà không có tính từ thì đưa cái danh từ đó vào đây luôn nhưng mà đóng vai trò làm tính từ. Có nghĩa là nó là danh từ đấy nhưng mà đóng vai trò làm tính từ thì nó không phải là danh từ nữa các anh chị ha. Nhưng mà ở đây là tính từ của cái danh từ economy. What is the economic system? Tại sao đây đọc là the? Tại vì đứng trước cái âm nguyên âm economic nha. Yeah. In the United States United 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 States. United States. What is the economic system in the United States? Nói đến nền kinh tế của nước Mỹ hay nói đến những nước tư bản thì chúng ta đều biết rõ là cái nền kinh tế là chúng ta theo là gì rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta xem thử. Đây. Market economy. Market economy là nền kinh tế thị trường nền kinh tế thị trường bây giờ chúng ta đọc một chút rồi diễn giải cái đó sao đây là danh từ nè bởi vì sao đây là danh từ đây là từ chính từ chính là từ đứng sau cái từ market là danh từ luôn đúng không là chợ hay là thị trường nhưng mà nó không có cái tính từ riêng cho nó cho nên đưa cái từ market vào đứng trước cái từ economy làm tính từ bổ nghĩa cho từ economy gọi là kinh tế thị trường ha. cho nên là ở trong này nhìn cái market mặc dù nó là danh từ nhưng nó đóng vai trò làm tính từ market economy nền kinh tế thị trường nó còn một khái niệm nữa là capitalist economy là nền kinh tế tư bản kinh tế tư bản nha các anh chị có thể gọi là capitalist hoặc là market đều được ha cái từ này đọc là capital capital là tiền vốn đúng không capitalists capitalists lists âm sờ tờ cuối capitalists nếu đọc chữ capitalist capitalists cũng được còn tiếng mỹ đọc là capital capital capitalists capitalist economy là nền kinh tế tư bản tư bản là gì là đồng vốn tư nhân ha à, đồng vốn tư nhân còn kinh tế thị trường á có nghĩa là kinh tế thị trường giải nghĩa một chút kinh tế thị trường có nghĩa là kinh tế được điều khiển bởi luật cung cầu luật cung cầu là sao có nghĩa là một bên cung là cung ứng hàng hóa cầu là cái sự cần thiết cái hàng hóa đó mà khi cần thì người ta sẽ mua đúng không thì kinh tế thị trường có nghĩa là nếu cái nguồn cung mà nó lớn hơn cầu có nghĩa là cái những người bán nhiều hơn người mua sản phẩm nhiều hơn cái mà người dân cần thì sản phẩm nhiều hơn mà người dân mua ít thì lúc đó giá giảm xuống đúng không giá tự nhiên giảm xuống nền kinh tế sẽ thay đổi còn á à, cầu mà ít hơn cung có nghĩa là à không cầu mà nhiều hơn cung có nghĩa là cái lượng cung thì ít thôi mà cái lượng cầu thì lớn hơn cho nên lúc này đó giá sẽ tăng lên giá sẽ tăng lên thì thị trường tự động điều tiết thông qua cái luật cung cầu như vậy đó gọi là kinh tế thị trường nha các bạn và những cái nước tư bản thì luôn luôn theo cái nền kinh tế thị trường không có sự can thiệp của bất kỳ thế lực nào Đố các bạn biết ở Việt Nam mình là nền kinh tế gì? Ở Việt Nam mình đó vẫn theo nền kinh tế thị trường vẫn gọi là market economy nhưng nó thêm một vế nữa là theo định hướng xã hội chủ nghĩa tôi không có dịch ra cái cụm từ đó được tôi chỉ biết tiếng Việt là theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì cuối cùng không biết nó là gì nhưng mà đó các bạn biết rồi có nghĩa ha thì nó khác nhau ở một chút xíu như thế thôi nhưng mà cuối cùng nó dẫn đến là khác nhau một trời một vực nhưng mà nhớ market economy là đúng là theo luật cung cầu nha các anh chị. Rồi, what is the rule of law? Câu cuối cùng các anh chị, câu cuối cùng ha, câu cuối cùng để dẫn đến một câu hỏi cuối cùng luôn. Ở đây cái cụm từ chính là rule of law. Rule of law. Nói cái chữ rule of này luôn. Tại vì người ta hỏi, người ta sẽ nói nói như thế. Tại vì ta là người bản xứ mà người bản xứ thì người ta nói ra nó nối rất là tự nhiên cho nên các anh chị sẽ nghe là what is the rule of law rule of law what is the rule of law cái chữ law đó đôi khi tôi nói nó nghiêng về giọng anh một chút xíu cho nên là law law tiếng mỹ là law 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 rule of law ha thì cái giọng tôi dĩ nhiên là tôi cũng sống ở rất nhiều nơi cho nên nó cũng lai căng pha trộn cái gốc đầu tiên của tôi đó là tiếng anh sau này thì nói tiếng Mỹ nhiều cho nên nó pha trộn uh, Anh và Mỹ cho nên lâu lâu các bạn thông cảm rule of law law hay là law 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 theo tiếng Anh thì đây là các bạn tại sao có hai cái từ mà mình cảm thấy nó giống nhau như thế law là luật pháp mình biết rồi ha nhưng rule nó là nguyên tắc có nghĩa là nói là luật pháp lại như thế tuy nhiên luật pháp nó có cái nguyên tắc gì mà người ta phải tuân theo có nghĩa là luật pháp nó có những cái nguyên tắc mà trong cái nước như là nước mỹ nó quy định rất chặt chẽ có những nước khác luật cũng chỉ để là luật mà thôi có những người hành xử không theo luật pháp gì cả đôi khi có những người đứng trên cả luật pháp như vậy thì rule of law ở đây đó có những cái dịch nó thoáng nghĩa nó gọi là thượng tôn luật pháp Thượng tôn luật pháp có nghĩa là đặt luật pháp ở trên đầu mọi cái điều hành xử theo luật pháp, đó là dịch thoáng nghĩa ha. Còn á tôi chọn cái cách dịch là nguyên tắc của luật pháp là gì? Nguyên tắc của luật pháp là gì? Mình nghe thử câu này nha. What is the rule of law? The rule of law, the rule of law. Đây nè các bạn, tôi chọn cái câu trả lời cũng đây là câu trả lời phổ biến nhất là everyone must follow the law. Everyone must follow the law, nghe thử. Everyone must follow the law. Everyone must là mọi người phải. Everyone must follow follow là làm theo, là tuân thủ the law là luật pháp. đang nói the law là luật pháp của đất nước đó. À, đây đang nói nước Mỹ thì đây là luật pháp của nước Mỹ. Rồi, thật ra đó các bạn luật pháp á, nó có bốn cái nguyên tắc. Các bạn thấy đây, cái nguyên tắc đầu tiên mình biết rồi và cũng chọn làm cái chính để trả lời. Nha. Yeah cái thứ hai đó ha là leaders must obey the law leaders must obey the law obey là một cái động từ khác đang muốn nói là tuân thủ tuân theo thì nó cũng giống như là follow người ta chọn cái từ khác thôi leaders là những nhà lãnh đạo có nghĩa là đã làm lãnh đạo thì phải tuân thủ luật pháp thì cái đây là nguyên tắc của luật pháp lãnh đạo cũng phải tuân theo Ha, lãnh đạo cũng phải tuân theo chứ không phải lãnh đạo là đứng trên luật pháp ha. Hay lãnh đạo muốn làm gì thì làm, có nghĩa là họ họ có thể thay đổi, họ có thể nắng vặn luật pháp theo ý họ muốn thì như vậy nó không đúng. Obey the law. Rồi, cái thứ ba, cái thứ ba là government. Government là chính phủ must obey the law. Chính phủ phải tuân thủ luật pháp. Mọi người phải tuân thủ luật pháp, lãnh đạo phải tuân thủ luật pháp. Chính phủ phải tuân thủ luật pháp. Và cái thứ tư là gì? No one is above the law. No one is above the law. Above là gì? Đứng trên cả luật pháp. Không ai được đứng trên cả luật pháp. Có những quốc gia mà nơi đó chính quyền đứng trên cả luật pháp. Có những quốc gia mà đảng phái đứng trên cả luật pháp. ha Thì lúc đó đó gọi cái này nè, cái thứ tư này nè là vi phạm cái nguyên tắc thứ tư này. Thế cho nên đó, là may mắn là đất nước Mỹ có những cái nguyên tắc thế này cho nên là đôi khi chúng ta cũng cũng không có uh, thấy nhiều cái việc là uh, có ai đứng trên cả luật pháp, có những người lách luật, có những người vặn xoắn uh, uh, những cái quy định những luật này luật nọ để cuối cùng thực thi mọi cái theo ý muốn của họ. Nhưng mà cái nền cái nền dân chủ với cái hệ thống kiểm tra lẫn nhau tam quyền phân lập đó các bạn cuối cùng nó xử lý được hết những cái đó rồi sau đó đó người ta lại đưa ra hoặc là những cái tu chính án mới hoặc là những cái cách thức những cái luật mới để cuối cùng nó ngăn chặn những cái lãnh đạo tương lai vận sống luật pháp theo ý của họ thì cái nền dân chủ nó mới có thể làm được cái điều đó thấy anh chị ha như vậy thì nguyên tắc của luật pháp mà chúng ta cần phải nhớ đó rồi everyone must follow the law đây là cái câu trả lời phổ biến nhất và chúng ta nên chọn cái câu đó everyone must follow the law rồi, như vậy thì chúng ta vừa qua 12 câu. Nếu các anh chị đó mà chịu khó nghe đi nghe lại cái video này thì đôi khi các anh chị nghe cái bài giảng của tôi đó, nhớ nhớ cái ý nghĩa của từng câu hỏi, hiểu được tại sao lại có câu hỏi đó, cái mình lại nhớ luôn cái câu trả lời thì hay biết mấy. Cho nên là cứ rảnh các anh chị bấm để nghe lại cái video này ha. Đó là một chuyện. Và cái chuyện thứ hai đó là tôi khuyên các anh chị đó nên dùng cái chức năng luyện đối đáp phản xạ này nè luyện đối đáp phản xạ để mà à, thực hành giống như là một cái mock interview vậy đó các anh chị đôi khi mình cũng có ý tưởng là mình trả mấy trăm đô đó để mình đi nhờ người ta à, giúp cho mình thi đậu quốc tịch đúng không rồi trong đó có cái mock interview là tại đó, đó có một cái người đóng vai là một cái người phỏng vấn à, ngồi đó nhìn vô cái bản câu hỏi đặt cho mình xong rồi cái mình trả lời thì đó gọi là mock interview đúng không? Thì như vậy đó, sau cái đó xong rồi, cái bắt đầu của mình trả mấy trăm đô, thì như vậy nó cũng tốn nhiều tiền ha. Thì các anh chị dùng cái chương trình này, dùng cái chức năng luyện đối đáp phản xạ này, để máy hỏi mình và mình trả lời phản xạ trong đây. Và trước đó ha, tôi khuyên các anh chị, nên đọc các câu trả lời làm sao để cho máy nó quen cái giọng mình, nó nhận diện ra được cái giọng mình. Thì lúc đó đó mình phản xạ lại nó mới hay. Bây giờ phản xạ để làm cái mock interview thông qua cái chương trình Lan Kiên Đầm là thế này các anh chị. Các anh chị bấm vào cái đường link tôi để bên dưới comment đầu tiên để vào sử dụng cái chương trình này ha. Rồi, à, có có cần liên hệ với Lan Kiên Đầm đó thì các anh chị liên hệ bằng cách bấm vào cái nút liên hệ đó các anh chị. Nó có cái nút liên hệ nó nằm ở góc dưới màn hình này nè, các anh chị bấm vào đó đó. Còn các anh chị hỏi tôi tôi không có biết ha, cho nên là các anh chị bấm cái nút liên hệ nằm ở đây thì liên hệ được với Lan Kiên Đầm thôi. Bây giờ mình bấm vào luyện đối đáp phản xạ các anh chị xem nè. Ha, yeah. bây giờ đó tôi thích nhất là luyện tự động để cho nó bật mọi cái tự động lên mà mình khỏi cần phải thao tác bấm. Bây giờ mình thử nha các anh chị. what is the supreme law of the land? supreme law, the constitution. the constitution. Xác ha? what does the constitution do? sets up the government. Xác ha? the idea of self-government is in the first three words of the constitution. what are these words? <laughs> We the people What is an amendment? Amendment. A change to the constitution. Ban đầu đó, khi mình chưa có thuộc đó, what do we call the first 10 amendments to the constitution? Mình có thể nhìn vào đây trả lời. The Bill of Rights. nhưng mà sau đó mình thuộc rồi đó các anh chị là khỏi nhìn vô đây nữa. Có nghĩa là mình cứ để cái điện thoại trước mặt mình vậy nè, mình nghe cái câu hỏi xong rồi cái khi nào mà cái microphone nó bật lên nó nó sẽ bấm cái nó nghe cái tít một cái mình nghe cái tít một cái là bắt đầu mình đọc lại cái câu trả lời. Thì mình cứ lặp tới lặp lui lặp tới lặp lui như thế đó, rất nhiều lần ha, nhiều lần như thế là mình có thể trả lời được mọi câu hỏi này. Nó giống như mock interview không các anh chị? Có nghĩa là máy hỏi mình thì giống như là giáo viên hỏi mình thôi. Rồi đó sau đó các anh chị có thể tìm ra có những cái clip nói về mock interview đó thì lúc đó các anh chị có thể nghe thêm những cái giọng của giáo viên khác thử xem như thế nào ha. Đó thì thực hành tới lui như thế này nè mới là cách mình cần làm các anh chị ha. Bây giờ mình thử tiếp tục. What do we call the first 10 amendments to the constitution? The Bill of Rights. what is one right or freedom from the first amendment one right or freedom of speech speech how many amendments does the constitution have 27 27 what did the declaration of independence do yeah. Declare our independence from Great Britain. What are two rights in the Declaration of Independence? Two rights. Life and liberty. What is freedom of religion? You can practice any religion or not practice a religion. They talk. Yeah What is the economic system in the United States? Market economy. Market economy. What is the rule of law? Everyone must follow the law. Everyone must follow the law. Đó các anh chị, có nghĩa là mình dùng cái chức năng này nó cho phép mình lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, chỉ cần cuối cái bài xong mình bấm nút là nó tự động nó lặp lại liền ha. Cho nên mình dùng cái này lặp đi lặp lại là đã tham gia cái mock interview đó các anh chị. Rồi sau đó mình có thể dùng cái chức năng thi đối đáp 7 giây để mình đảm bảo rằng là trong vòng 7 giây mình thi đậu mà mình không có bị hồi hộp, không bị vấp thì lúc đó đảm bảo là vào cái uh, thi uh, quốc tịch là mình ok. Thì một bài thế này nè nó bao gồm khoảng 12 câu thì có bài tôi sẽ cho nhiều hơn có bài sẽ cho ít hơn tuy nhiên nó sẽ vòng vòng ngay chỗ đó cái đầu tiên này nói về những cái nguyên tắc cơ bản của cái nền dân chủ hoặc là công quyền về Hoa Kỳ nó có 12 câu thôi, nhưng mà đến cái phần lịch sử nước Mỹ đó đến ba mươi mấy câu thì lúc đó có lẽ là tôi sẽ chia thành ba bài à, rồi đến những phần khác cũng vậy, cho nên là đôi khi nó kéo dài khoảng 6 7 bài, 7 8 bài gì đó các anh chị. Rồi à, à, sau cái phần mà các cái câu hỏi về civics như thế này đó thì có khi là tôi sẽ làm luôn các cái câu hỏi về tiếng Anh đôi khi họ hỏi về những cái việc đời tư của mình đó thì mình phải trả lời như thế nào có những câu hỏi và câu trả lời mẫu cho các anh chị luôn thì như vậy là trong cái chuỗi này đó bao gồm cái này khoảng 8 bài thì trong cái các câu hỏi về tiếng Anh, câu hỏi về thi nghe và thi viết đó thì lúc đó nó có khoảng 3 4 bài gì nữa đó, 4 5 bài gì nữa. Thì nó cộng với cái này cũng khoảng 15 đến 20 bài gì đó thì tôi hy vọng là tôi dùng cái ngày thứ sáu của mình để làm cái chuỗi này và ngày thứ ba vẫn là cái chuỗi lấy lại căn bản bằng tiếng anh hội thoại các anh chị nha tôi hy vọng là cái loạt bài học về thi quốc tịch mỹ này nó giúp ích cho uh, các cô bác anh chị và các bạn uh, trong quá trình chuẩn bị thi quốc tịch mỹ bây giờ thì tôi bấm để cho các anh chị và các bạn nghe từ đầu đến cuối bao gồm câu hỏi uh, có câu tiếng việt và câu trả lời và câu tiếng Việt của câu trả lời luôn các anh chị nha. What is the supreme law of the land? Luật cao nhất của quốc gia là gì? The constitution. Hiến pháp. What does the constitution do? Hiến pháp thực thi điều gì? Sets up the government. Lập chính phủ. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? Ý tưởng về chính phủ tự trị nằm trong ba từ đầu tiên của hiến pháp. Những từ này là gì? We the people. Chúng ta, người dân. What is an amendment? Tu chính án là gì? A change to the constitution. Một sự thay đổi trong hiến pháp. What do we call the first 10 amendments to the constitution? Chúng ta gọi 10 tu chính án đầu tiên của hiến pháp là gì? The Bill of Rights. Bản tuyên ngôn nhân quyền. What is one right or freedom from the first amendment? Một quyền hoặc tự do từ tu chính án thứ nhất là gì? Speech luận. How many amendments does the Constitution have? Hiến pháp có bao nhiêu tu chính án? Twenty-seven. Hai mươi What did the Declaration of Independence do? Bản tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa gì? Declared our independence from Great Britain. Tuyên cáo nền độc lập của chúng ta khỏi Anh quốc. What are two rights in the Declaration of Independence? Hai quyền trong bản tuyên ngôn độc lập là gì? life and liberty quyền sống và quyền tự do what is freedom of religion tự do tôn giáo là gì you can practice any religion or not practice a religion bạn có thể theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không theo tôn giáo nào cả What is the economic system in the United States? Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ là gì? Market economy. Kinh tế thị trường. What is the rule of law? Nguyên tắc của luật pháp là gì? everyone must follow the law mọi người đều phải tuân theo luật pháp